Theo hãng tin Bloomberg, ngày 10 tháng 4, Hội đồng đặc biệt phụ trách chương trình Ví tiền điện tử của Thái Lan đã thông qua phương pháp cấp vốn cho chương trình này. Đích thân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin là lãnh đạo hội đồng. Theo kế hoạch chi tiết vừa được công bố, 50 triệu công dân Thái Lan trưởng thành, mỗi người sẽ nhận 10.000 bạc khoảng 275 đô la Mỹ để kích thích nền kinh tế từ quý 4 năm 2024. Tổng vốn của chương trình phát tiền này lên đến gần 14 tỷ đô la Mỹ, tương đương 2,9% GDP Thái Lan. Trong đó, 327,7 tỷ bạc, khoảng 9 tỷ đô la Mỹ sẽ được trích từ ngân sách năm tài khoán 2024 và 2025. Theo thư ký thường trực Bộ Tài chính Thái Lan, Lavaron Sanit, 172,3 tỷ bạc, khoảng 4,73 tỷ đô la Mỹ còn lại sẽ trích từ quỹ của Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác Nông thôn chính ngân hàng quốc doanh này sẽ trao tiền trực tiếp cho 17 triệu nông dân Thái Lan. Phương án cấp vốn này thay thế cho đề xuất vay một lần 500 tỷ bạc từng được chính phủ Thái Lan đề xuất với quốc hội. Kế hoạch trao tiền cho người dân là một trong những chương trình mũi nhọn được đảng Pheo Thai, đảng lớn nhất trong liên minh cầm quyền ở Thái Lan, hứa hẹn với người dân nước này trong giai đoạn vận động tranh cử. Đảng này khẳng định đây không phải là chương trình hỗ trợ tiền cho người dân nghèo, thay vào đó chương trình này nhằm bơm tiền vào nền kinh tế để kích thích sự phát triển của cả nước người dân thái lan sẽ nhận tiền qua nền tảng ví điện tử và chỉ được tiêu chúng cho một số hàng hóa dịch vụ cụ thể và trong một thời gian nhất định số tiền này không được phép sử dụng để mua đồ uống có cồn thuốc lá nhiên liệu và hàng hóa trực tuyến Bộ Tài chính Thái Lan ước lượng kế hoạch này sẽ tăng GDP của Thái Lan lên khoảng 1,2% đến 1,8%, đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2025 tăng lên mức gần 5%. Tuy nhiên, kế hoạch trên đã bị các đảng phái đối lập và một số chuyên gia ngân hàng trung ương phản đối kịch liệt. Phe này cho rằng tiền dễ có thể thổi bùng lạm phát và làm leo thang nợ công của nước này.